trận chung kết của giải đấu Martinu Championship Series mùa hè năm 2017, cặp đấu BL5 đã chính thức được bắt đầu giữa hai đội tuyển Gigabyte Marine và Young Generation. Chắc chắn rằng đây sẽ là trận đấu phải là nghẹt thở, cả hai bên đều muốn giành được chiến thắng, một lợi thế về mặt tâm lý rất lớn bởi vì đây là trận đấu chung kết rồi. Young Generation chắc chắn đang muốn rửa hận, họ để thua 0-3 trước đối phương ở lần trước và lần này. Họ không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa. Cả hai bên đều đang có những hướng di chuyển tương đối là bình thường mà thôi. Kiểm soát những lối vào rừng, không có quyết định xâm lăng. Venus tăng vào cái hoàng kỳ Demacia trước. Venus đánh đường trên. Archie còn yếu máu. Nhóc Ti định lao lên với một lượng lộ rất đầy. Ô! Thật không thể tin nổi. Combo này đẹp hơn sức tưởng tượng của tôi. Tay rất to. Đó là những gì chúng ta có thể nói về Venus. Anh có thực sự có một cái khả năng tỉnh táo vô cùng và một cái bàn tay cực kỳ to luôn, một cái kỹ năng rất tuyệt vời. Thì chưa một nơi nào dẫn trước đối phương quá nhiều cả, chỉ dừng lại ở mức độ là tiềm năng mà thôi. Và đường lại lao vào. Tôi nghĩ đây là sure gank bởi vì Archie chẳng có gì để chơi ở khu vực đường trên này cả ngoài một cái chiêu cuối. Anh ta đang cố gắng dãy dụ ăn lính. Archie của ngày xưa. Đây là Archie của ngày xưa và anh ta hình như thành công. Levi lấy được tốc biến, làm cho Naun hất ngược trở về bằng một thùng rượu đổ. Nhưng hạt thấp nổ không thể cứu được Naun đâu mà tôi cảm giác là như vậy. Nhưng Naun đã kích hoạt tốc hành, anh ta chạy cực nhanh. Không phải tốc hành, tôi nhầm. Xung kích ba tố đã khiến cho anh ta chạy được. Anh ta đống đá thành công Levi. Anh ta vẫn đang câu giờ. Hai thành viên của Gigabyte Marine, đó là Optimus, đó là Levi, những người đang gặp nguy hiểm. Xia cùng No Way ép góc pick của đồ thanh tẩy được sử dụng. Naun quay ngược trở lại, anh ta dính xoáy. Anh ta lên bảng điểm số. Piccolo đang có vẻ như chịu chung cái thảm cảnh này. Piccolo đang lùi về khi anh ta bị truy đuổi bởi cả Xia và No Way. Và Piccolo đã phải nằm xuống rồi. Sau khi hạ gục thành công được Archie, hãy cùng xem lại tình huống thi đấu này. Mọi thứ là hoàn hảo. Naun thoát đi sau cú thục rượu nổ, nhưng Levi nhanh tay đánh thẳng hóa thốc nổ và đẩy ngược được Naun về vị trí nguy hiểm. Anh ta đã kích hoạt thành công được xung kích bão tố của mình khi cấu được lượng máu lớn đến từ Optimus. Thoát đi và quay ngược trở lại sử dụng cú chiêu cuối kế nhìn hóa đá. Né được pha lấy thịt đè người kết hợp thêm tốc biến tới từ Gragas. Tất cả mọi thứ được sử dụng là rất chuẩn xác từ Naun, ngoại trừ tình huống tham quay ngược trở lại tấn công này và anh ta đã bị mồi. Optimus rất bình tĩnh sử dụng cú xoáy vào thời điểm đối phương không thể né được và lấy một điểm hạ gục. Còn Piccolo, anh ta bị săn sóc quá kỹ bởi cả No Way và Xia. Xia đầu tư thêm tốc biến bằng chủ và không cách nào để thoát được cả. Đó là cái điều đáng sợ của Alistar trong phiên bản hiện tại. Dưới thì No Way không có. Đây đều là những cơ hội rất lớn. Venus đang cùng với đồng đội của mình hạ gục được Archie bên kia, nhưng ở đây là Optimus hai bùa. Optimus có hai bùa và thêm cả Levi nữa. Optimus vẫn thoát được thùng rượu đổ. Levi cùng Optimus hạ gục thành công được nhóc Ti. Anh ta bị làm chậm. Xia bọc đầu. Xia bị hóa đá. Anh ta dùng chung quân bất khuất. Anh ta lao theo. Anh ta cố gắng làm choáng thành công được Naun. Và anh ta cùng với Levi có vẻ sẽ hạ gục thành công được Naun. Nhóc Ti đường dưới đang gặp những áp lực rất lớn bởi cả bốn thành viên của Gigabyte Marine. Nhưng nhiều khi các bạn cũng chẳng cần phải lấy mạng một ai đó, mà các bạn chỉ cần lấy những cái trụ như thế này là thôi. Tốc độ di chuyển xuống của Palette Piccolo là hơi chậm. Họ sẽ mất cái trụ này. Lao lên, lăn bụng không trúng nhưng là thùng rượu đổ rất đẹp. Palette bị giữ lại bằng combo của Alistar. Bốc hơi. Nhưng tiếc là chỉ số hạ gục đó nằm trong tay của Xia. Nhưng chẳng sao cả, thế như trẻ tre. Ba cái lông chim đã khiến cho Nhóc Ti bị giữ lại trên mặt đất. Nhưng ở dạng na khổng lồ, tôi nghĩ là Nhóc Ti vẫn còn sức đưa cự lại ở đường dưới này. Sát thương của Gokmo là nhiều nhưng gây vào một Alistar bất khuất thì không có bao nhiêu. Piccolo bị xoáy, Zaman phải lao vào. Bóng sương sét được sử dụng ra. Nhóc Ti lùi về nhưng Venus không về được. Chắc chắn Gigabyte Marine sẽ tiếp tục lao vào. Nhưng quyết định của họ khi thấy đối phương mất đi hai người lại là lùi về và chơi chắc chắn cơ. Chiêu cuối đến từ No Way là được, lại một lần nữa bị bắt. Rất ngáo ngơ là những gì tôi có thể nói về Palette của ngày hôm nay. Hai con mắt kiểm soát đã bị phát hiện bởi hạt soi sáng. Nó sớm thôi sẽ bị phá đi cả hai. Naun tốc biến lên chiều cuối tấn công. Tại đây sẽ sử dụng không được rồi. Nhưng lần này combo không mắc mình cho lắm. Xia lao vào, Venus bị tấn công. Pha xoáy chúng một mình, Venus sát thương không có quá nhiều. Xia rất chờ vẫn quất. Archie sẽ lao vào. No Way lao vào. Vẫn còn nguyên chiều cuối. No Way bắn rất đau. Chiều cuối được sử dụng ra. Double kill, lao vào Archie bị bao sầm sát chỉ để giữ lại một mình Naun mà thôi. Nhưng thế là đủ. Xia tràn vào cực kỳ khỏe. Anh ta vẫn không phải nằm. Chất tướng Alistar với cái bất khuất đem lại cho Xia một khả năng chống chịu không thể tin nổi. Nhóc Ti đang vòng ra phía sau. No Way kích hoạt cướp ô danh lên thì phải. Và Nhóc Ti gần như không thể thở nổi. Rất đẹp. Anh ta đang dậy nhưng trước khi nằm xuống. Không, Nhóc Ti không phải nằm xuống.
Combo đã tiêu diệt được xạ thủ No Way rồi. Một màn thi đấu có phần hơi lỗi của Gigabyte Marine. Gigabyte Marine đang áp dụng và chỉ cần đẩy thành công được một cái trụ bậc thềm thôi là mọi thứ là sẽ cực kỳ khác biệt. Archi đang cố gắng chấp hài những tương đối khó để cho anh ta vẫn đang làm được. Anh ta gươm vô danh, anh ta đánh vào Venus, một người nhiều máu. Wow. Nguy hiểm vẫn đang chấp hài được. Quay lại, double kill. Dành cho Archi. Ghê. Và tôi đánh giá cực kỳ cao cái màn solo kill 1-2 vừa rồi, và nó mở ra một tiền đề không thể vô tiền khoáng hậu hơn. Cái trụ đầu tiên trước bảo vệ nhà chính đang bị bóc đi, thêm vừa dịch chuyển để tạo ra một khả năng chống chịu đến từ con lính. Giữ lính, đánh nhau to xảy ra. Naun bị rất nhiều CC vào người và anh ta đã phải lên bảng điểm số. Lại là Kennen trong tay của Archi là người kết thúc. Và Piccolo đang cố gắng bắn xối xả những mọi thứ mà Piccolo bắn vào Sia. Như Melody nói, nó là không thấm một tí gì cả. Và chắc chắn Young Generation sẽ nhìn cái nhà chính của mình phải nằm xuống. Một cái thế trận rất là tuyệt vời của Gigabyte Marine. Họ đang kết thúc trận đấu này nhưng có vẻ họ bị ngăn cản lại bởi các thành viên đội tuyển YG thì phải. Họ đang phải lùi ra và thậm chí đến cả Optimus nữa. Optimus thấp máu, Levi lao vào để bao bọc. Javan chấm dứt thành công được Kennen. Các thành viên đội tuyển YG không thể lao thêm. Máu mất quá nhiều và phải nằm xuống. Đó chính là Nhóc Ti. Gragas quay ngược trở lại. Đó là Piccolo. Javan giữ chân Levi để Piccolo được bắn. Điểm hạ gục vẫn chưa đến đối với các thành viên đội tuyển YG. Này này, cẩn thận, chỉ cần một lệnh tấn công của Optimus bây giờ là chắc. Tiếc là pháo sinh học xa hơn một tầm lệnh tấn công của Orianna, và người chiến thắng là Piccolo trong vấn đề chiêu thức định hướng trong pha thi đấu vừa rồi. Tìm những cơ hội khi đứng gần nhau. Đối với họ bây giờ, những cái tên lính đẩy lên sẽ được chia ra cho Na và cả Cassiopeia. Bị cầu máu là Venus đang có vẻ muốn dồn vào giao tranh. Thì đây là xa lầy, và đã xa lầy được vào No Way rồi. Lao thẳng vào là Nhóc Ti. Anh ta cùng với những đồng đội hạ gục của No Way tiếp tục lao vào là Venus. Optimus đã phải lên bàn đếm số. Những pha giao tranh rất tuyệt vời đến từ Young Generation. Lính nhà chính, Archi nhà chính thì Archi đang làm nhiệm vụ Archi của riêng mình. Chiến thắng trong tuyệt vời. Dành cho Gigabyte Marine. Rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề quan tâm tới sự sống chết của những người đồng đội của mình một chút xíu nào cả. Tất cả những gì anh ta cần ở những người đồng đội là làm sao có thể câu giờ được trước đối phương mà thôi. Và đây là quyết định rất thông minh được đưa ra bởi Archi. Chung kết Mountain Dew Championship Series 2017 mùa hè, ván đấu thứ 2, Gigabyte Marine tiếp tục bên phía đội 1 và đương kim Á quân YG bên phía đội 2. Như vậy chúng ta xác định được là Cho'Gath ở đường trên và Maokai ở vị trí đi rừng. Một cái hướng khởi đầu đi rừng cơ bản đến từ Levi mà thôi. Đi luôn. Cái tốc độ đi rừng của anh ta nó rất khó kiểm soát, và bây giờ vị trí của Nhóc Ti không còn tốc biến, trong khi đó Levi và Archi đều còn, và Nhóc Ti đang rổ lộ rồi nha. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, tạm biệt Nhóc Ti. Đó là câu mà anh Tân vừa nói, tôi không biết có đồng ý hay không. Nhóc Ti bị ôm lại rạn nứt, không thể hụt được trong tình huống này, và đó là cú đấm xoáy và chiến công đầu cho Archi. Vẫn chưa được, vẫn chưa có mắt rồi. Rất Nhóc Ti nhảy lên cao rồi, anh ta lại bị bắt một lần nữa. Archi rạn nứt, nó không trúng. Nhóc Ti vẫn đang chạy nhưng không chạy được nữa rồi. Chiến công thứ hai tiếp tục là Archi. Venus lên không kịp rồi, Venus đã không thể nào can thiệp kịp trong tình huống vừa rồi. Và do cái đường dưới đang mạnh cho nên Venus rất tự tin tiến vào khu vực bùa đỏ của đối phương. Anh ta đã bị phát hiện trong một tình huống mà không có trừng phạt. Levi có trừng phạt, tốc biến lao vào ôm, tấn công Venus, tốc biến án tử hụt rồi. Và Venus vẫn đang chạy được, nhưng Optimus tới thanh trừng chặn đường và Venus nằm xuống. 3-0 cho Gigabyte Marine. Và đó vẫn là pha xâm lăng rừng tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của Gigabyte Marine. Hãy nhìn cái cách mà Gigabyte Marine kiểm soát được Venus. Đường trên giải chiêu cuối để Nhóc Ti nhưng chỉ để ăn lính mà thôi. Mà là ăn được. Không đủ sát thương, Nhóc Ti không đủ sát thương và ta buộc phải tốc biến. Ai chỉ tốc biến theo. Nhưng cái gì vậy? Lẽ ra phải là tốc biến rạn nứt. Ô lính đánh. Và Nhóc Ti đang hết máu. Ôi xong rồi. Levi tới, Nhóc Ti đã không còn đường chạy và ngã gục trước họng súng của Optimus. Thì Archi đang được sự hỗ trợ đến từ Sia để phòng thủ trụ. Piccolo nhảy lên nhưng ta quá mạo hiểm, anh ta buộc phải dùng tốc biến lui nhẹ ra. Hồi máu vẫn còn. Piccolo vẫn còn và Piccolo nằm xuống. Pha thi đấu quá liều lĩnh, xạ thủ bên phía YG và anh ta phải trả giá. Nhưng biết rằng không, xoáy trúng rồi không, và bắt đầu lao vào. Optimus có lồng đèn và anh ta thoát đi rất nhẹ nhàng. Cú xoáy vừa rồi không thể nào đủ sát thương cả, bởi vì cái gươm hải tặc vẫn còn, thậm chí là kích vào hũ máu bắn ngược lại rồi. Cảnh này quá quen. Đi tới đâu Nhóc Ti có mặt thì ở đó có Levi và Archi đang chia nhau, và Archi lại một nữa hạ gục đối phương. Venus đang đứng trình thanh trừng tung ra đẩy lính, bây giờ không bắn trụ được nữa rồi, không có lính, không thể bắn trụ. Optimus lướt lên và giữa của Gigabyte Marine khi ta solo kill và một lần nữa Nhóc Ti lại là nạn nhân. Anh ta đang cố gắng chống cự nhưng nằm xuống rồi. 8-1, trong đó 5 lần Nhóc
Tati là người đem điểm hạ gục về cho Gigabyte Marine. Tóc biến lưỡi hai xoáy đóng hợp án tử đâu vẫn chưa tung ra, đứng rất gần rồi. Và sát thương từ bên phía Gigabyte Marine là đủ. Piccolo sẽ phải nằm xuống một phát đánh thường nữa thôi. No way, thấp máu lắm rồi. Tóc biến đi, Ballet không có tầm nhìn và không có điểm hạ gục cho YG mà hốt hai người. Bởi vì lúc này Gigabyte đang đẩy cao tốc độ rồi, thôi nhóc ti dính toàn bộ thanh trường, ta buộc phải tóc biển về nó tới. Tóc biển hất tung nhưng hết sát thương rồi, lấy đâu ra sát thương để đánh Optimus bây giờ? Chẳng có, Optimus vẫn đang đứng lại, vẫn còn tóc biển và anh ta quá tự tin, bây giờ mới phải rút lui rất nhẹ nhàng, câu đủ thời gian đồng đội anh ta ăn trụ đường giữa. Một mình anh ta không mất gì cả, nhưng đường trên đây là Piccolo nằm xuống không kịp hồi máu, là thứ duy nhất mà bên phía YG một trăm hai tôi nghĩ không vấn đề gì cả. Nhóc ti nằm đúng tạm bên đó. Chạy, chỉ có thể chạy mà thôi. Bây giờ là phút thứ 16, 15, 20 giây. Rồi. Chạy, lưỡi hai xoáy trước, án tử vẫn để đó, cứ bình tĩnh thôi. Vẫn chưa tung ra, rất nhẹ nhàng, đóng hợp lại. Và đó là pha dứt điểm dành cho No Way. Ở đường trên, khổng lồ hóa phải được dùng để phòng ngự. Levi thả mèo ra và Piccolo Ballet. Hai người chỉ có một người chạy thoát mà thôi. Đó là Ballet, Piccolo bị giữ lại. Anh ta cố gắng bắn, nhưng làm gì có sát thương. Không có sát thương từ Tristana của Ballet. À xin lỗi bạn, của Piccolo. Và bây giờ cả hai cùng đang chạy nhưng Aichi hết năng lượng. Aichi đang hết năng lượng. Pha ôm thành công. Rồi, Ballet nằm xuống. Levi thì còn rất nhiều năng lượng. Đường dưới. Đường dưới thì Optimus bây giờ quá khỏe rồi. Ở đường trên thì Piccolo nằm xuống. Tức là khi anh ta kích nó lên thì tôi không nghĩ rằng YG đủ sát thương để làm gì Aichi cả. Như pha này bất lực là tất cả những gì chúng ta có thể nói về Venus. Levi tới nhưng ta vẫn chưa tốc biến qua tường, án tử đang ngắm nghĩa. Nó tung ra và nó trúng. Venus bị hủy diệt, Sia có điểm hạ gục thứ hai của mình ở trong ván đấu. Và tất cả mọi việc quá dễ dàng cho Gigabyte Marine. Chưa đẩy tới, án tử trúng rồi, nó ép được thanh tẩy của Naun. Aichi tốc biến lên, khép góc, Naun xoáy trúng hai người nhưng không xoáy trúng Optimus. Và ta nhận đủ sát thương từ thanh trừng. Đó là điểm hạ gục thứ 17 của Gigabyte Marine. Và thời gian của YG ở trong ván đấu thứ hai này đang đếm từng giây. Optimus đang rất khát máu nhưng Ballet tốc biến được qua tường. Optimus nhấn lồng đèn quay lại với đồng đội của mình. Và Levi với bụi cây quỷ dị đẩy được một người về, đó là Venus. Điểm hạ gục thứ 18. Và Gigabyte Marine đang tiến rất gần tới chiến thắng thứ hai ở trong cặp BO5 này. Họ đã phá hủy hai trụ bảo vệ nhà chính của đối phương. Và 2-0 là tỷ số sau ván đấu thứ hai. Chênh lệch khủng khiếp về điểm hạ gục, 19-2 là tất cả những gì mà Gigabyte Marine gửi tặng cho YG trong ván đấu thứ hai này sau 22 phút thi đấu mà thôi. Chênh lệch về tiền khỏi điểm nó là 18.000 tiền. Và đây là sự hủy diệt không hề nhẹ một tí nào cả của đương kim vô địch gửi tặng cho đương kim á quân. Nhưng tôi đang muốn nhìn mặt của Sia. Tôi nhìn xa xa thì gương mặt của anh ta cười rất là cường. Sau ván đấu thứ hai. Tôi nghĩ rằng đó không phải là màn trình diễn mà anh ta muốn nhớ trong ngày sinh nhật của mình với con tướng tủ nha. Conquest là một con tướng mà chúng ta nói con tướng tủ của Sia, nhưng mà tôi nghĩ chắc là phần nào đó là do cái thế trận nó đã khá là thoải mái. Cho nên là canh chỉnh với lại những pha mà xử lý của Sia nó hơi buông thả tí. Trận đấu thứ 3 trong cặp BO5 chung kết của Mountain Dew Championship mùa hè 2017 đã chính thức được diễn ra với một đội hình đầy thú vị bởi cả hai bên. Và thắng thua bây giờ không còn phải là vấn đề nữa mà đẹp mắt đọng lại trong khán giả. Những cái hình ảnh đẹp mới là tiêu chí đến từ cả hai đội tuyển. Bởi vì có lẽ sau trận đấu thứ hai thì gần như tất cả khán giả, không những những khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu đa năng của thành phố Vũng Tàu hay là những khán giả đang theo dõi Việt Nam Esports TV, thì họ đều đang hiểu được rằng nhà vô địch trong mắt họ hiện tại đang là ai. Đúng rồi. Và đến với cái trận đấu thứ ba này thì cả hai bên đều đang muốn cho chúng ta một trận đấu dường như là show match, một trận đấu mang đậm tính giải trí và ăn miếng trả miếng. Nó để xem Ballet sẽ làm gì trong cái tình huống này khi năng lượng chỉ còn đủ để dùng được 1 đến 2 chiêu mà thôi. Cú cho tung ra hụt như vậy sẽ là nguy hiểm dành cho Piccolo. Người chơi không còn tốc biến, không còn hồi máu nữa, nhưng chiến công đồng dành cho Lux. Chiến công đồng dành cho Lux nhiều khi lại trở thành một nỗi ám ảnh nhiều hơn cho bộ đôi đường dưới. Một giây nữa cho cú hồi máu đến từ No Way. Rất đen. Đen thôi, đỏ quên đi. Còn ở đường giữa thì Aichi đang bị tấn công, anh ta quay ngược trở lại khiêu khích, tốc biến lên combo, có thanh tẩy và thoát đi rất nhanh. Và chúng ta quay ngược trở lại với chiêu cuối, nhưng Levi có mặt ở đây rất nguy hiểm cho Aichi. Anh ta hoàn toàn có khả năng phải nằm xuống sau ván thi đấu vừa rồi, không dám chuyển xác hơn. Đây này, Levi bị làm choáng bởi Ren. Đây là một màn solo kill. Levi có vẻ không được nhiều lợi thế lắm. Ren có bùa đỏ dưới chân, Ren không còn nhiều năng lượng. Sau khi hết nhập, anh ta tốc biến đi, cả hai đều tốc biến upplay nhau. Galio đến với một màn bảo kê và nhảy vỡ đầu Ren trong một tình huống gần như Ren không có khả năng chống cự nữa. Chói chúng và tiếp tục.
tục dồn sát thương. Họ muốn là gục No Way ngay trong trụ. No Way không né được cú giật giày vò. Sia lao tới, Piccolo cần phải dè chừng. Anh ta lao vào cùng với đồng đội Ballet của mình, anh cũng tấn công đối phương. Piccolo còn một máu, anh ta hốt được ấy là máu của mình. Nevan làm cái điều gì đó. Ren được chuyển xuống khu vực bên dưới đang đẩy cú chói nữa, gây rất nhiều sát thương vào người của Levi. Tốc biến thẳng lên, nhập hình như đã có nhập vào người của Piccolo và không phải, và đó là một điểm hạ gục dành cho Piccolo từ trước đó. Nhưng bây giờ Lux thì sao đây, sát thương phép của Lux rất nhiều. Lux tay đôi với Javan, sát thương là khá. Sia tới tạo ra thêm một lượng khiên nữa cho Nevan và Palette không thể thoát đi được. Điểm hạ gục thuộc về Nevan. Được bất kỳ người chơi nào muốn lao xuống đây trong những kèo đấu 2-2 hay 1-1, nhưng khi mà có thêm Levi, Levi đang cùng với Achi, khó cho cả Levi cả Achi, họ vẫn lao vào có nhập vào người của Piccolo. Nhưng khi mà hết nhập một phát thì là một điểm hạ gục dành cho Balete. Và tiếp tục lao vào là Siya, có mê hoặc có hất tung, Achi hạ gục được Piccolo, thoát ra ngay lập tức và chờ cho Naun áp sát ở đây. Siêu hùng giáng thế được sử dụng, Achi quay ngược trở lại với pha giao tranh, anh ta dính lao, anh ta thấp máu và buộc phải lùi về. Một cái động thái ok không có gì cả, chỉ là trói chân vào lùi chưa chưa mà chưa thôi. Nhưng bên này thì lại một người khác bị trói chân ngược trở lại. Lắc nói rằng không phải chỉ một mình Rakan mới có trói chân, mà tôi trói chân còn xịn hơn anh rất nhiều. Và Palette đang là một trong những điểm sáng của YG trong trận đấu này với cái bùa đỏ đang ở dưới chân. Nhưng bằng một cách nào đó Levi đã hạ gục thành công được vị trí đi rừng của cái thành viên Young Generation. Vẫn tiếp tục truy đuổi, Levi có thể thoát được trong tình huống này nếu như anh ta hồi lại cái bộ chiêu thức của mình. Nhưng ta muốn hạ gục Naon, hình như là chưa điều hồi. Đó là không thể. Hình như anh ta chưa hồi cái chiêu để có thể lướt vào tường. Như vậy là bây giờ kỹ năng W của Levi có khả năng hất tung chưa? Chưa có khả năng hất tung. Anh ta nhập thẳng vào Piccolo để né đi sát thương. Anh ta quay ra, có siêu hùng giáng thế và Piccolo cùng người đồng đội của mình phải lùi về. Nhưng Levi cũng lùi về. Điểm hạ gục thuộc về Young Generation. Họ chưa muốn từ bỏ, họ đang muốn lao theo. Về đất áp sát Achi ở đây. Lại ông chói một bắn. Hai cái dịch chuyển đến từ cả hai thành viên. Sia lao vào, phải hoặc được một mình Venus mà thôi. Venus lao vào cắn Achi, hạ gục thành công Achi. Choán. Dịch chuyển và Ren tới làm chói Nevan. Nevan combo thoát về. Các thành viên của YG chưa muốn lao dừng lại. Làm chói em, chói đồi vào. Họ cho Zavan. Nhưng Zavan Irelia có vẻ như không phải là triple kill. Nào lùi về, giao tranh Piccolo tốc lên. Piccolo lao lên giữa chân hai thành viên. Nhưng anh ta gặp nguy hiểm, anh ta cần phải lùi về. Sát thương không còn, Zavan có một Nào đang bắn, sát thương quá nhiều. Zia lao vào, Nào là người nằm. Và tiếp theo đó là Piccolo. Piccolo cũng bị chấm dứt thành công. Ren cùng Venus đang truy đuổi tấn công Nevan. Nevan tương đối cứng, có thêm Kane tới. Kane có thể cùng người đồng đội của mình làm được gì đây? Irelia rất khỏe, gọi thêm No Way lên, nhập vào Ren. Ren được hồi máu, thoát ra sau khi nhập, đâm ngược trở về. Sia hất văng thành công và khiêu khích được Venus. Venus không thoát được và Palette tiếp tục thành công cú chói của mình. Anh ta làm chậm được Sia, đang chờ một pha xuyên hành tráng nữa nhưng nó không tới và Palette lùi về được. Gam thủ nào lao vào, cố gắng lao vào nhau, hất tung được cả hai người, câm lặng. Nhưng điều đó không quá quan trọng. Palette có mọc thêm cánh, chưa chắc đã thoát được. Nhưng mà hình như anh ta thoát được thật rồi. Tốc biến lên, Levi gây hiệu ứng. Có là có bùa đỏ. Nhưng đây là lăng kính phòng. Palette đang thi đấu quá tập trung. Anh ta quay ngược trở lại với cầu vòng tối thượng và kết liễu thành công được Levi. Thứ nhất thôi, dành cho Young Generation nữa cũng rất là tuyệt vời. Ren lao thẳng vào nhưng anh ta hơi khó để có thể đối đầu với bộ đôi này. Khi chiêu cuối của No Way không còn nữa, Ren lên bảng đếm số, sát thương rất nhiều. Và tiếp tục Venus đang muốn lao vào. Nhưng anh ta làm gì, có cửa? Có. Nếu như anh khó đạt tầm để nhảy và cắn thêm một cú E nữa, tôi nghĩ là đủ đam để có thể giết được một ai đó. Nhưng không, đấy, vừa nói khỏi mồm ra, Rakan đã phải lấy bảng điểm số. Vẫn cứ chỉ là một đổi một rồi. Palette ở đây, lần này Palette thì đúng thật có mọc thêm hai cái cánh, cũng không thể thoát được khỏi cái địa hình trận đó vì anh ta không có tông biến. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Vui trong thôi. Khi đấy phía bên này Sia lại lao vào giữa hành tráng, bật thêm cái chiêu cuối mê hoặc thành công được Lux rồi. Sao đây, Piccolo tay đôi với No Way, giữ được No Way bên trong trụ. Chiêu cuối của No Way được sử dụng, anh ta thoát ra. Levi lao vào lấy đi điểm hạ gục này. Achi tới với chiêu cuối của mình, tâm thẳng vào giữa chân, có thêm đề phản nữa. Venus buộc lòng phải bỏ bạn, để lại Ren ở đây bị quay bởi ba thành viên Gear by Marine. No Way lùi về được sau cú chói của Lux và giao tranh dường như sẽ tan chưa, sau khi Ren phải nằm xuống với đại địa chấn được xử ra. Rất tuyệt vời, đại địa chấn dường như làm thứ không có gì để có thể vượt qua, nhưng bình tĩnh đã, còn Kane, còn bộ, và anh ta cứ thế đi qua để cùng hai hấp một trong cái đấu trường đấy. Quan tâm bằng điểm là đánh nhau đó. Levi thân là tướng đi rừng nhưng anh ta chỉ cố gắng nhập vào Venus để xẻo thịt Venus mà thôi. Trời ơi, easy còn hơn cả một trò đùa nữa. Z
dưới. Thôi, cửa sao? Chạy của anh ta rất khó khi xuất hiện hoành tráng vẫn còn lao thẳng vào. Và tiếp theo là Levi được từ đằng sau, không cần đến một chiêu tức gì là hiệu ứng khống chế nữa, đường bởi trên. Sát thương là quá thừa rồi. Đường trên Nachi đang gặp một tình huống tương tự như người bạn đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình là Naun. Anh ta kích hoạt W để chống chịu, khiêu khích được một người quay lại đánh. Anh ta quyết tâm chơi bởi vì biết rằng mình chạy thì đây mình là rơi nhím, chắc chắn anh ta sẽ trở thành rơi nhím và chờ giày vò để lên bảng điểm số mà thôi. Điểm mà cũng thuộc về Ren, tức là muốn diệt được Nachi cần phải nhiều hơn con số 1 lên đường trên. Và hai cái nhà lính ở đường giữa và đường dưới là một phần thưởng hết sức xứng đáng cho bộ 4 còn lại ở Gigabyte Marine. Ôi wow. Sổ, hai bắn từ trang bị quá lớn của No Way đã khiến cho Young Generation buộc phải thối lùi. Vẫn là muốn combo vào, vẫn là muốn giao tranh. Nevan đã để chấn vào Piccolo. Piccolo đã bị hạ gục với double kill dành cho No Way. Gigabyte Marine tiếp tục tràn lên và dịch chuyển tới từ Achi. Họ không muốn dừng lại trước khi họ có thể kết thúc đi trận đấu này. Hai cái trụ nhà chính còn nguyên. Bị trói lại. Double cut Jonia tới từ Venus. Naun chưa quấy không có sát thương. Một mình Nevan lao vào cản chân đối phương. Levi lao tới với điểm mà cùng tiếp theo cho bản thân mình. Siêu hùng giáng thế nhập và thoát ra khỏi phạm vi tấn công của nhà chính. Naun là thành viên cuối cùng còn sót lại, nhưng anh ta sẽ không lao ra để rồi bị hạ gục. Và đó sẽ là chiến thắng và là chức vô địch. Thêm một lần nữa, Gigabyte Marine bảo vệ thành công được chức vô địch Việt Nam. Xin chúc mừng Gigabyte Marine khi họ đã bảo vệ thành công chức vô địch của Mortal Championship Series mùa hè 2017.